Vô chào cả nhà nghe, anh Long Lan chuẩn bị hút cái xì gà của bác chị ơi. Rồi đến cơ đại gia thứ dữ rồi đó. Mới có em ở bên Mỹ gửi anh nông dân mấy điếu xì gà. À xì gà là phải không, bỏ trong hộp đàng hoàng phải không cả nhà. Biết tới hòn tính đu đeo, có đu đeo không biết tới hòn. Thôi hả. Đây đỡ mồi nha. Xì gà. Không thuốc biết tới hòn lắm. Chứ ngon quá ha. Bây giờ giờ mạnh ra hút được 3 điếu. Tắt đi ông nội. Gì tắt? Ta đang quay tắt thì tào lao. Cái tao hồ mạnh quá, tao không còn điếu à, mạnh 3 điếu liên tục. Hai. Kinh dị luôn. Ngon lắm, cực kỳ ngon. Ngon lắm. Rồi rồi, đây thử nè. Xong rồi. Thôi không hút. Hút bỏ thuốc rồi. Tắt đi ông nội. Tắt gì, ta đang quay bả. Tự tắt đi em ơi. Để anh vừa hút đi. Ngon cực kỳ. Đó đăng thiệt đó. Đúng rồi, đồng vậy đó. Kiếm mạnh vô. Đường Vũ lậm ngao đi. Không phải mọi nhiều vô, lửa nhiều vô. Mùi gì? Mùi thuốc lá. Đừng như thuốc lào em quất cái lần luôn. Quá thuốc lào. Thuốc lào kéo ngay xong. Ta hồ làm đi đó. Để ông quay. Nó có cái tùy riêng nha. Cái lá này, có nghĩa là họ hái cái lá này rồi sẽ họ sẽ ủ. Nó ủ số năm giống như là rượu vậy đó. Càng nhiều năm thì nó càng đắt tiền. Thằng này là ship đồ 6 của xì gà của Cuba luôn hả? Cuba là xì gà dữ luôn á. À con Cuba nè. Sẵn đây là Cư Vũ chia sẻ chút xíu về thầy của nội không? Thầy của nội kỳ này có tình hình mới này có vụ mới khôi phục điều tra về hai vụ lụm lon và lừa đảo thì thấy là Cư Vũ nhận định thế nào mà tình hình có vẻ căng không? Havana là thành phố. Thông tin này thấy bây giờ mới đó, thông tin này rất là mới luôn. Bởi vì chúng ta từ trước nay đó, chúng ta nghe khởi tố là lộng lưng với lại là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng mà từ trước nay chúng ta chưa bao giờ thấy là cơ quan chức năng thông báo về vấn đề này. Nó im từ đầu tháng 1, 2022 tới giờ. Thì ai cũng nghĩ rằng là, đặc biệt là ở phía bên kia người ta nghĩ rằng là chỉ có cái 331 thôi. Và thậm chí là tại phiên tòa đó, luật sư phía bên kia đấu tranh rất dữ dằn để mà làm rõ những đơn thư mời và trả tự do cho Nhất Nguyên liên quan tới nhận tiền 100 triệu gì đó. Thì ai cũng nói rằng là không có tội này, cho nên là bên kia họ đấu tranh rất là quyết liệt, họ muốn làm rõ tại phiên tòa. Nhưng mà nay thì đây là một câu trả lời chính thức rồi đó. Có nghĩa rằng hành vi đó người ta vẫn tiếp tục người ta xác minh điều tra, nhưng có thể thời gian trước chưa có kết quả vấn đề chẳng hạn như là giám định ADN hay là lấy mẫu gì đó, thì có thể là chưa có kết quả, cho nên là người ta phải tạm đình chỉ. Nó chờ khi nào có kết quả thì người ta mới phục hồi. Thì đây là cái thông tin mới đó. Thì theo quan điểm của mình là có thể là thời gian sớm nữa đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh điều tra, xem hay coi có hành vi đó hay không, và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là thông tin cực kỳ mới luôn á, bởi mình nghe là cũng bất ngờ. Vừa kết thúc cái phiên tòa 331 thì báo chí họ đưa tin như thế này rồi. Như vậy là cũng có dấu hiệu lắm đó. Ở đây là cái vấn đề là tạm ngừng hay là phục hồi là do thời gian hay sao? Không phải là do thời gian, mà có nghĩa là có một cái sự kiện nào đó. Có nghĩa là mình không thể nào mà kịp thời gian để làm rõ, không có kịp thời gian để mà có kết quả. Thì người ta sẽ
tạm đình chỉ, chờ cái kết quả xác minh, chờ cái kết quả giám định. Khi mà có kết quả giám định thì họ sẽ phục hồi, có nghĩa là cái điều kiện để mà tạm đình chỉ không còn nữa thì họ sẽ phục hồi. Giống như cái vụ mà ông thần y á, chị Hằng Tố, ông thần y đó, thì họ cũng tạm đình chỉ do là chờ kết quả giám định. Chữ ký của chị Hằng, chữ ký của vô cái biên bản mà ngân hàng đó giao nhận tiền đó, đó thì họ cũng phải tạm đình chỉ để mà chờ kết quả giám định. Thì sau một thời gian thì khi mà có kết quả giám định rồi thì họ phục hồi. Đó thì có nghĩa là cái điều kiện để mà tạm dừng không còn nữa, tạm đình chỉ không còn nữa thì bắt đầu là họ sẽ... Thì cũng được biết là Lực Sư Vũ là một trong những người biết cái câu chuyện liên quan đến Thiền Am từ đầu rồi. Thì lúc mà ngay lúc đầu mà Lực Sư Vũ vào cái câu chuyện này, có nghĩ đến hiện nay là Thiền Am đang dính tới những cái vụ việc này như thế này không? Không, từ trước nay là mình không bao giờ nghĩ. Có bất ngờ không? Đúng rồi, không bao giờ nghĩ là 331, không bao giờ nghĩ là vấn đề liên quan tới lừa đảo hay là lụng loan. Mà từ trước khi mà mình vào cái chuyện này đó, thì mình chỉ mong là cơ quan chức năng, rồi kể cả báo chí, người ta nói rằng ở đây là giả sư giả mồm thôi, rồi. Hai vấn đề thôi. Đúng rồi. Từ trước là chúng ta là không có đấu tranh hai vấn đề mà lụm lon hay là 331 hay là lừa đảo. Từ trước giờ là chưa bao giờ chúng ta nghĩ tới vấn đề đó. Rất là bất ngờ phải không? Đúng rồi, bất ngờ. Rồi lớn chuyện không? Chỉ cần báo chí lên tiếng rằng là đó không phải là mồ côi, đó không phải là chùa giả sư là ok. Chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chứ còn sau này là phát sinh quá nhiều thứ nữa. Quá nhiều thứ đúng không? Quá nhiều thứ. Và rõ ràng là chúng ta đã, từ trước là chúng ta đã có công bố vấn đề đó rồi. Đúng ra là từ giai đoạn đó chúng ta đã đạt yêu cầu rồi. Nó còn bây giờ là phải nói là giống như cái phần thưởng. Vượt quá. Đúng rồi, vượt quá cái khả năng ban đầu chúng ta suy đoán và chúng ta mong muốn đạt được. Đó. Nói chung là trước đây đấu tranh với thầy của nội là cũng nghĩ là đó là mồ côi, là giả chùa, giả sư thôi. Đúng rồi, nhiêu đó thôi. Chỉ cần công bố trên báo chí là nhiêu đó thôi. Cơ quan chức năng xác nhận vấn đề đã đủ rồi, nhưng mà không ngờ hiện nay thì nó lớn chuyện như vậy. Đúng rồi, nó có nhiều cái vấn đề khác nữa. Nếu mà nói như vậy thì đến hiện nay thì trước đó thì mình được biết là Lực Sư Vũ rất là áp lực. Hiện nay thì tâm trạng như thế nào? Thì hiện nay thì nó hết áp lực của bên kia thì lại áp lực cái công việc. Áp lực của khách hàng. Người ta hối liên tục. Người ta gọi điện liên tục nhưng mà mình không làm kịp. Người thật như thật không? Bây giờ bà con cô bác ủng hộ quá trời ủng hộ phải không? Cho nên là cũng áp lực nhiều thứ. Nói chung là cô bác chị có cái vấn đề này hay liên quan đến người thật như thật á, thì trước đây thấy có những kênh bên kia mà phản biện CEO á, chị Hằng đó, mà thấy là lúc trước là lên bill rất là dữ nha, lại chim rất dữ, nhưng mà sau này yếu hơn biết từ hồ nữa, bất ngờ nữa. Thì ở đây có vấn đề vì bơm like, bơm view hay là bơm tương tác hay không đó, thì ai cũng hiểu, chỉ có cái chủ kênh không hiểu. Nhưng mà những anh em đi sự thật thì vẫn vậy cô bác chị ha, càng ngày càng thấy là được cô bác chị yêu quý và ủng hộ rồi. Hôm nay muốn quay hả? Cảm ơn Lực Sư Vũ nha. Xì gà có bác biểu gì không? Xì gà ngon không? Xì gà nha, ăn không nhân hút xì gà chính hiệu của Cuba kính người Cuba. Ê, xì gà này của ông nội bằng lắm đó. Xì gà của thầy cố nội nha. Xì gà của thầy ông cố nội cho nè. Em đột nhập Thiền Am là được Thiền Am quý cô tặng nè, lấy của ông nội rồi tặng cho ông nội này. Theo anh nông dân trong đó thì cô nào mà anh nông dân thấy là coi như là xinh gái nhất? Hiền Trân. Quyền Trân hả? Quyền Trân thấy nó nay sổ quá mà. Không, vẫn thích Hiền Trân nhất. Vẫn thích Hiền Trân nhất hả? Yeah. Nhiều người ta lên thích Quyền Trân mới ghê chứ. Em lại thích Hiền Trân. Trời, tùy hay mỗi người mà mỗi người. Chắc là do em thích xôi thịt. Đó, thì anh nông dân cũng mày đổi quan điểm nha. Nếu mà em chiếm thành được thầy của nội là em sẽ coi như là ban Quyền Trân cho thầy gì? thầy nông dân. Hay là Quyền Trân cho nè, em có bị khán giả Quyền Trân cho hả? Trời đất ghê vậy hả? Quyền Trân dám trong lúc lộn xộn mà lấy xì gà ra và tặng trai ha, không được rồi. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Anh em đang hậu thượng. đang kéo xì gà của thầy ông nội đỡ thưởng thức được cái cuộc sống của thầy ông nội sướng như thế nào. Để giao lưu gì tâm nguyện bây giờ. Miếng xì gà thì mới thấy là cuộc sống này thầy ông nội là. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều, chúc mừng cô bác anh chị vui mừng khỏe bình an nha. Nhớ cho em một like và một comment nha. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau, giao lưu nhanh chấp nhón với anh nông dân và Lực Sư Vũ chút xíu.